xin chào mọi người. Và bây giờ mình đang trên đường đi đến một con thác ở Đa Tẻ, đó là thác Triều Hải. Trên đường đi nhìn xa xa là mình đã thấy cái thác rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ vào thác làm tiệc nướng và tắm thác. Vì mùa này đang là mùa nắng nên là nước rất là trong, phải tranh thủ thôi. Rồi bây giờ chạy vào sâu, chạy vào bên trong đường này. Đây mọi người thấy một dòng nước nè, nước thác chảy ra ha. Một suối nhỏ có một sâu. Trời ơi, nhìn xa cái thác đẹp lắm. Ở đây nó có cái cây gì nhỏ nhỏ lên. Xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình vì cái thác sắp xuất hiện. Ủa, nãy chị mới thấy nó đây bà ta. Cái chạy vô trong luôn nha, hay là sao? Chị thu đây. Nhiêu vậy? 30. Đây. Có tiền lẻ. Có tiền lẻ. Có, đây có 10 ngàn này. Bấy chị. Đưa bà 30 con đi chứ không có tiền. Đây bây giờ xin mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ xin mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nha. Lúc nãy là mình đi lộn đường. Đây là một con thác nằm trong khu vực quản lý của cái hộ dân. Khi mà vào đây á, thì mọi người phải đi kêu cửa nha. Nếu mà thấy đóng cửa thì mình cứ gọi chị đó ra, thì chị đó sẽ mở cửa. Và vé vào cổng của mọi người là 10.000. Xin mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình. Ôi cái đường này là sao anh ta muốn chở cho đó mà đúng rồi, là đi giống giống không thích như vậy nè. Nè, tính xuống cái ngồi là hả? Là mày rớt á. Mọi người thấy hùng vĩ cho nó cao luôn á, nó cao hơn mấy cái thác mà mình đi á. Đây là thác tự nhiên nha mọi người. Clip này lên xu hướng em ơi. Tối nay chị lên clip này trước luôn. Nhớ bấm quay cho mình YouTube giùm em nhé. Cái gì? Chị nhớ bấm quay YouTube giùm em nhé. Dạ, chị đang quay, chị đang hai tay hai nách nè em. Hai nách hai con nè em. Nước này là không tắm được rồi. Thank you.
Nhưng mà tụi mình cũng sẽ lựa một cái địa điểm mà ngồi nướng ăn cắm trại cho nó gần gần thác để hứng được cái hơi nước, cũng có một tí xíu cảm giác ha. Mời mọi người cùng mình di chuyển sang phía bên kia, let's go. Vẫn hay ngon.
Triệu Hải á, như là một cái dải lụa trắng xóa giữa núi đồi. Mọi người có thể nhìn thấy là tính từ đỉnh, độ cao của thác là 70m. Thác chia ra từ 6 tới 7 tầng, độ dốc thì cũng khá là lớn. Các tầng đá thì rất là thấp. Vào mùa nắng hay là mùa mưa thì thác vẫn giữ nguyên cái dòng nước hùng vĩ như thế này. Theo mình thấy thì thời điểm thích hợp để mọi người đến đây tham quan á, là mọi người đi nên đi vào mùa nắng nha. Tại vì mùa mưa á, thì cái đường vào nó sẽ rất là khó đi, trơn trượt nữa. Ở đây nếu mà mọi người thích trải nghiệm thì cũng có thể là cắm trại qua đêm. Nhớ là chuẩn bị đầy đủ các vật dụng nha, vì ở đây không có bán gì hết. Phí để cắm trại qua đêm là 50.000 dành cho một người. Chúc mọi người có những trải nghiệm thú vị và nhớ là đừng quên follow kênh của mình để cùng nhau trốn việc đi chơi. Tạm biệt thác Triệu Hải, đừng quên follow kênh của mình để cùng nhau trốn việc đi chơi. Ở Đại Tẻ thì có một loại gạo nếp cực kỳ nổi tiếng, đó chính là nếp quýt. Loại nếp này thì được bà con người Tùng này mang từ miền Tây Bắc xuống đây. Và hôm nay mình đã có mặt ở cánh đồng tại xã An Nhơn, huyện Đại Tẻ để cho mọi người có thể nhìn thấy một cái khung cảnh xanh ngút ngàn của nếp quýt ha. Oh, 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 oh